Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, trong đêm nay và ngày mai, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của đới gió đông đến đông nam, thổi từ rìa khối khí lạnh suy yếu. Vì thế, đêm và sáng trời tiếp tục nhiều mây, mưa thì không nhiều, chỉ xuất hiện cục bộ. Nhưng sương mù thì bao phủ ở trên nhiều khu vực, trong đó nhiều nơi ở khu vực vùng núi phía Bắc sẽ có sương mù dày nên tầm nhìn giảm thấp. Nhiệt độ trong đêm nay và sáng sớm mai ở Bắc Bộ tiếp tục tăng nhẹ lên ngưỡng từ 22 cho tới 25 độ. Riêng một số nơi ở núi cao vẫn có mức nhiệt dưới 20 độ. Sang đến ngày mai, miền Bắc tiếp tục có nắng sau 9 giờ sáng và duy trì đến khoảng 16 giờ chiều, với cường độ nắng đạt cực đại trong khoảng từ 11 đến 14 giờ chiều. Vì thế, đây sẽ là thời điểm nhiệt độ đạt cao nhất, dao động trong khoảng từ 29 đến 31 độ. Lưu ý là từ đêm mai sang đến ngày mùng 6, một sóng lạnh mới lại tiếp tục bổ sung xuống nước ta, khiến Bắc Bộ có mưa dông, đồng thời nền nhiệt cũng giảm đáng kể. Ở miền Trung, trong đêm nay và ngày mai cũng tạm thời chưa có hình thế nào gây mưa trở lại, nên toàn vùng phổ biến không có mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ trong ngày mai ở phần phía Bắc từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tương đương với mức nhiệt của các tỉnh miền Bắc, phổ biến sẽ trong khoảng 29 cho tới 31 độ. Riêng các huyện phía Tây của Thanh Hóa và Nghệ An nhiệt độ cao hơn. Còn đối với các tỉnh thành ở phía Nam từ Đà Nẵng xuống đến Bình Thuận, nhiệt độ nhỉnh hơn là từ 30 cho tới 33 độ. Khu vực Tây Nguyên trong đêm nay và chiều tối mai chỉ có mưa ở một vài nơi, ban ngày trời tạnh ráo và có nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày 29 đến 31 độ. Tại khu vực Nam Bộ đêm nay chỉ có mưa ở một vài nơi, ngày mai trời nắng. Nhiệt độ trưa chiều mai khá cao trong khoảng 32 đến 34 độ. Sau đó đến chiều tối thì sẽ có mưa dông trở lại nhưng sẽ ít điểm mưa vừa, mưa to hơn so với ngày hôm nay. Trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai, ngoại trừ khu vực Nam Biển Đông, trong đó có huyện đảo Trường Sa là có mưa rào và dông rải rác. Còn ở tại các khu vực khác chỉ có mưa một vài nơi, tầm nhìn thoáng đãng. Còn gió trên biển chỉ có gió yếu ở dưới mức cấp 4, nên không nơi nào là có sóng cao và biển động. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.